bỏ vô rồi nè em, đó bỏ vô đó coi đi con cọp của em đó. Khủng và cả lâm gồng cặp lỡ hết, anh em coi tham khảo vui nha.
thấy con thổ cọp cái hình thấy nóng lạnh hơn. Thổ cọp ở cái chụp bự chính giữa. Sơn mũi này tỉnh rồi nè, tỉnh hồn rồi. Nhìn con thổ cọp với con đồng nó như một trời một vực. Con thì tổ mẹ con chút xíu. Sơn mũi nè, tỉnh hồn rồi nè anh em ơi. Chuyến này cho sức trận mới được à. Phải nói cái tướng này nè. Anh em coi cái tướng này nè. Tướng bằng con bồ câu luôn. Phải nói cái tướng này.